Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món khô miếng dai. Khô làm xong thì dai ngon, thấm vị. Ăn cùng với cơm là món ăn vặt, lạ miệng. Hoặc mình có thể để vô keo, dùng được lâu nha các bạn. Đây là tất cả nguyên liệu. Mình có 100g sườn non chay, 2 cây sả, ớt, một chén nhỏ nước mắm chay, đường, ớt khô và tương ớt. Sườn chay thì mình sẽ ngâm dưới nước, ngâm đến khi nào á, miếng sườn mềm là được. Trong thời gian ngâm cái sườn non chay á, thì mình sẽ đi sắc cái phần sả. Sả thì mình sắc mỏng, rồi băm lại cho nhuyễn. Thì mình sử dụng nhiều sả, cái món khô chay á, sẽ ngon và có cái vị thơm hơn. Ớt sườn không cay thì mình đã bỏ cái phần hạt, rồi cũng sắc nhỏ ra. Thì các bạn thích ăn ớt cay á, mình có thể thêm cái phần ớt cay vô nha. Đây là phần sả với ớt thì mình cũng đã băm nhỏ rồi. Sườn chay á, thì ngâm nãy giờ cũng mềm rồi á. Giờ mình sẽ rửa nhiều lần với nước cho sạch cái phần bọt bên trong. Khi rửa sạch á, vắt cho khô rồi dùng cái chày đâm tiêu á, mình sẽ dằn cái miếng sườn non chay như vậy để lát để gia vị vô á, sẽ mau thấm. Mình dằn như vậy khi mình làm khô chay sẽ ngon và thấm vị hơn nha các bạn. Rồi tiếp tục mình làm đến khi nào hết. Bắt cái chảo lên rồi cho dầu ăn vô, để sườn non chay vô để chiên. Thì mình sẽ chiên cho vàng đều hai mặt. Sườn non chay này á, thường mình chiên nó cũng rất là mau vàng luôn nha các bạn. Mình chiên cho bên ngoài nó hơi giòn á, và vàng. Rồi trở về lại chiên mặt còn lại cũng cho vàng á. Miếng sườn chay thì giờ gì được rồi, vàng và có độ giòn nhẹ bên ngoài á, thì mình sẽ gấp ra ngoài giấy thấm dầu, tiếp tục chiên những miếng sườn non chay còn lại đến khi nào hết. Mình để vô đây một ít dầu màu đều, rồi để sả với ớt đã băm vô, xào cho phần sả với ớt cho thơm. Phần sả này á, thì mình băm cũng đừng có quá nhuyễn nha các bạn, chỉ hơi nhuyễn thôi để khi mình để vô trong cái phần khô chay á, còn giữ được cái độ thơm của sả. Sả khi thơm thì nêm gia vị vô, mình để nước tương, ớt khô và đường. Rồi mình cũng thêm vô đây tương ớt. Cho vô một ít nước lọc, khuấy đều cho phần gia vị tan đều. Rồi nấu cho phần sốt á, sôi lên. Khi sôi lên mình sẽ để cái phần sườn non chay mà lúc nãy mình có chiên trước vô. Rồi trở bề qua lại để cho gia vị mắm, đường cũng như sả thấm đều vào trong miếng sườn non chay. Thì sườn non chay này á, các bạn có thể xé nhỏ ra để mình làm khô cũng rất là ngon. Ở đây thì mình để nguyên miếng to như vậy. Bây giờ thì phần sườn chay á, thì chuyển sang là khô chay rồi nha các bạn. Gia vị thì cũng thấm vào trong cái miếng sườn non chay rồi. Về phần gia vị thì các bạn nêm sao cho vừa hợp khẩu vị gia đình mình nha. Và miếng khô chay thì gia vị cũng thấm đều rồi. Khô thì rất là dai ngon luôn. Giờ mình sẽ đem cái phần khô chay ra dĩa cho các bạn xem nha. Món khô chay này á, thì mình làm xong á, mình có thể ăn liền hoặc là để vô keo á, rồi để vô ngăn mát tủ lạnh, dùng được lâu nha các bạn. Thì mình có thể ăn cùng với cơm hoặc là làm món ăn vặt, ăn vừa ngon lại không bị ngán. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.